Dù là ở trường hay về nhà, thì trong đám trẻ ấy luôn ở lên hai cậu bé hiếu động, luôn bày trò nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh và gan dạ. Người cùng là
những cô cậu thanh niên sung phong dũng cảm ra trận đánh giặc để bảo vệ đất nước. Thank you.
và tiếp nối họ là những thế hệ trẻ mang trên mình những ước mơ, hoài bão, góp phần xây dựng đất nước và giúp ích cho xã hội.